Tài xế xe tải cẩu đã liều lĩnh lái xe vào khúc cua nhỏ mà không cần kiểm tra trước hoặc mở cua rộng hơn, khiến chiếc xe bị sụp bờ lật xuống ruộng. Đoạn video quay tại thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam ngày 26 tháng 4 cho thấy một chiếc xe cần cẩu bất ngờ lật nghiêng khi vào cua trên một con đường nhỏ. Theo đoạn video, có vẻ tài xế xe cần cẩu đã quá tự tin khi tăng ga vào khúc cua nhỏ hẹp mà không cần kiểm tra địa hình trước. Hậu quả là một phần bánh xe bên phải đã sụp vào mép đường. Sau khi xuống xe để kiểm tra, người này tiếp tục lên xe điều khiển để thoát lầy thì bất ngờ toàn bộ xe cần cẩu nghiêng dần và lật hẳn xuống ruộng. Người dân địa phương cho hay, cơn mưa liên tục nhiều ngày có thể đã khiến mặt đường mềm nhũn, cộng thêm tải trọng nặng của xe cần cẩu đã khiến phần mép đường nhanh chóng bị sụt xuống. Rất may tài xế không bị thương nặng. Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một chiếc xe tải mất lái và lật nhào trên một khúc cua ở miền Trung Thái Lan. Đoạn clip cho thấy chiếc xe tải đang vào một khúc cua và bất ngờ lật nghiêng đâm thẳng vào một cột đèn. Tại hiện trường có 6 công nhân đang cải tạo khu vực chăm bón những chậu hoa và điều chỉnh mặt đường thì giật mình khi chiếc xe quay đầu mất kiểm soát. May mắn người lái xe và các công nhân không bị thương, sau đó người tài xế thú nhận nói với cảnh sát rằng chiếc xe tải đã vượt quá tốc độ khi vào khúc cua.